Lá cuối cùng. Trong một quận nhỏ phía đông Washington, các con đường chạy ngoằn ngoèo một cách điên dại, cắt quãng thành những dải nhỏ gọi là vùng. Những vùng này lọt thỏm trong những góc và đường cong lạ kỳ. Một con đường cắt ngang với chính nó một hai lần. Một họa sĩ đã có lần khám phá là con đường này có thể có giá. Ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hóa đơn và màu vẽ, giấy và vải, sau khi đi học dọc theo con đường này bỗng thấy mình đã đi một vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một xu nào. Thế nên đám họa sĩ chẳng bao lâu đã kéo đến phường Greenwich, săn lùng phòng thuê có cửa sổ thông ra hướng bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, gác lửng kiểu Hà Lan và giá thuê lại rất rẻ. Sau đấy, họ mang theo vài lọ hợp kim thiếc, một hai cái chảo nấu ăn kiểu dã chiến, và thế là một quần cư thành hình. Hai cô Sue và John C. cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một tòa nhà ba tầng lụp sụp. John C. thực ra là cái tên thân mật của California. Họ đã gặp nhau tại một hiệu ăn trên đường phố số 8 và khám phá ra là họ có những sở thích tương đồng về nghệ thuật. Rau diếp xoắn trộn giấm và thời trang với tay áo giáp mục. Thế là họ cùng thuê chung một căn phòng. Đấy là vào tháng 5. Vào tháng 11 có một kẻ ngoại nhập mang theo giá lạnh vô hình mà các bác sĩ gọi là viêm phổi. Chúng rình rập trong những quần cư, móng vuốt, giá băng quyện vào đây đó. Tên giặc đã ngang nhiên hoành hành khu phố phía đông, hạ gục nhiều nạn nhân, nhưng hắn chỉ mới đặt chân chậm chậm qua các lối ngõ như một bàn cờ của mấy vùng nhỏ hẹp phủ đầy rêu. Bạn sẽ không xem thần viêm phổi như một quân tử già đầy hào hiệp. Người con gái nhỏ vốn đã mất máu vì những trận gió ở California thì lẽ ra không đáng cho một kẻ bất tài già nua bận tâm đến thế. Nhưng hắn vẫn tấn công Josie. Thế là cô nằm bẹp, không mấy cử động. Trên chiếc giường sắt xuyên qua khung cửa sổ kiểu Hà Lan, nhìn ra bức tường trơ trụi của căn nhà gạch kế bên. Một buổi sáng, vị bác sĩ đầy bận rộn mời Xuê ra hành lang. Ông đang vẩy cái nhiệt kế thăm bệnh để mực thủy ngân trong đó hạ xuống. Cơ may khỏi bệnh của cô ấy áng chừng chỉ 1/10. Và cơ may này là tùy thuộc vào việc cô ấy có lý trí muốn sống hay không. Với các con bệnh, chỉ ngóng chờ một công ty mai táng đến thì sách thuốc nào cũng vô dụng. Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy sẽ có ý định gì không? Chị ấy muốn có ngày nào đó vẽ tranh trong cái phong cảnh vịnh Laplace. Vẽ tranh à? Thật là điên rồ. Cô ấy có bận tâm nặng nề về việc gì không? Chẳng hạn về một người đàn ông nào đó. Cô Xuê khịt mũi. Người đàn ông à? Một người đàn ông thì có thể sao? Mà không, bác sĩ ạ. À, không có chuyện như thế đâu. Bác sĩ nói. Thế thì là do cô ấy quá yếu rồi. Tôi sẽ cố làm mọi cách mà khoa học cho phép. Nhưng mỗi con bệnh của tôi bắt đầu nhẩm tính số lượng xe trong chuyến đưa đám của họ thì xem như hiệu lực của thuốc men chỉ còn nửa. Nếu cô ấy có cách khiến cho người ấy hỏi han cô về thời trang mùa đông thì tôi có thể đoán chắc cơ may là 1/5 thay vì là 1/10. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Xê đi vào căn phòng vẽ và khóc cho đến khi cái khăn giấy tơi tả thành bột giấy. Rồi cô đường bệ đi vào phòng của John C. với cái giá vẽ. Miệng huýt sáo một điệu dân ca Mỹ rộn ràng, John C. vẫn đằm bẹp
xem chừng không động đậy chút nào dưới cái tấm vải giường. Mặt hướng về cái cửa sổ, Xuê ngưng huyết sáo, nghĩ là bạn mình đang ngủ. Cô sắp xếp giá vẽ và bắt đầu dùng viết và mực để vẽ hình minh họa cho một chuyện để đăng trong tạp chí. Trong khi các họa sĩ trẻ tuổi phải dọn đường cho hội họa bằng cách vẽ tranh cho chuyện ấy để dọn đường cho văn chương. Khi Xuê đang phác họa cái quần bảnh bao và gọng kính một chồng của một anh hùng, một tay cao bồi băng a de ho, cô nghe một tiếng ho nhỏ lặp lại vài lần. Cô đi vội đến bên mép giường. John C. đang mở mắt nhìn ra cái cửa sổ và đang đếm ngược 12, và ít lâu sau 11, và sau đấy 10, rồi 9, rồi 8 và 7, gần như liền nhau. Xuê nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ, có gì ở ngoài đấy đâu mà đếm, chỉ có một khoảng sân trống buồn nản và một bức tường trơ trụi của một căn nhà gạch xa hơn chừng 10 thước. Một dây thường xuân thật là già cỗi, gốc vặn vẹo mục nát leo đến giữa bức tường gạch, ngọn gió thu lạnh đã làm rơi rụng đám lá, phơi bày các nhánh gầy như trơ trụi bám vào mấy cái mảng gạch vụn vỡ. Xuê hỏi, cái gì vậy hả bố? John C. nói, gần như thì thầm. 6. Bây giờ rơi nhanh quá, 3 ngày trước còn gần cả trăm, đến muốn nhức đầu, nhưng giờ trễ rồi. Thêm chiếc nữa, giờ chỉ còn lại 5. 5 cái gì? Nói cho Xuê và bồ nghe nào. 5 chiếc lá trên cây thường xuân. Khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ ra đi. Mình đã biết như thế 3 ngày nay rồi. Bác sĩ không nói cho bạn biết à? Xuê cầu nhau với giọng khinh miệt cao quý. Ô hay, mình chưa bao giờ nghe có chuyện điên khủng như vậy. Mấy cái lá thường xuân thì có liên hệ gì với việc bồ khỏi bệnh đâu chứ. Và bồ vẫn thích cái cây này. Cô nàng hư đốn ơi, đừng có ngốc nghếch. Sáng nay ông bác sĩ nói với mình là cơ may của bồ khỏi bệnh hẳn. Xem ông ấy nói gì nào. Ông ấy nói cơ may chính xác là 10 trong 1. Đây cũng bằng với cơ may chúng mình có ở New York để đáp chuyến tàu điện hay đi qua một tòa nhà mới. Bây giờ ăn một tí cháo đã, rồi mua ít rượu vang Porto cho cô bé đang bệnh và thịt lợn cho chính tác giả ăn. John C. vẫn dám mắt ra ngoài cửa sổ. Không cần mua rượu vang thêm một chiếc nữa. Không, mình không muốn ăn cháo. Thế là còn 4. Mình muốn xem chiếc lá cuối cùng trước khi trời tối. Khi ấy mình cũng sẽ ra đi. Xuê nghiêng mình trên cô. John C. ơi, bồ. Bồ có thể hứa nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ khi mình làm việc được không? Ngày mai mình sẽ đi ra mấy bức vẽ. Mình cần ánh sáng, nếu không mình phải kéo rèm xuống. John C. hỏi giọng lạnh tanh, bạn có thể vẽ trong phòng kia được không? Mình muốn ở kề bên bồ. Hơn nữa, mình không muốn bồ nhìn mãi chiếc lá thường xuân vô duyên đó. Cho mình biết khi nào bạn làm xong, vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng xuống. Mình chán chờ đợi rồi, mình chán suy nghĩ, mình muốn buông xuôi tất cả và thả người trôi xuống nữa, như một trong mấy chiếc lá mệt mỏi kia. John C. nhắm mắt lại, mặt tái nhợt, nằm yên như một bức tượng bị sụp đổ, dáng ngủ đi. Mình muốn kêu ông Member lên để ngồi mẫu cho mình để vẽ, một ông thợ mỏ già cô độc. Mình chỉ đi một phút, đừng cựa quậy cho đến khi mình trở lại. Ông già Member là một họa sĩ sống ở tầng trệt bên dưới phòng của họ. Ông cũng đã 60 và có một chòm râu rậm như là Mosser hiện thân trên bức điêu khắc của Michelangelo. Member là một sự thất bại trong nghệ thuật. Trong 40 năm, ông vung vẩy chiếc cọ mà không hề chạm gần đến vạt áo của người tình. Ông luôn luôn muốn vẽ lên một kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Trong vài năm nay, ông không vẽ được gì ngoài thỉnh thoảng ít nét quấy phá, quấy quá cho thế giới thương mại và quảng cáo. Ông kiếm tiền chút đỉnh bằng việc ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ trong quần cư khi họ không muốn trả theo giá của người mẫu chuyên nghiệp.
Ông muốn uống rượu gin lu bù và vẫn nói đến kiệt tác sắp đến của ông. Còn lại thì Member là một ông già nhỏ thó, nhưng dữ tợn, hay chửi ghét và tát người nào đó tỏ ra yếu đuối và xem mình như một con chó giữ nhà để bảo vệ cho hai họa sĩ trẻ sống trên tầng trên. Xuôi tìm gặp Member khi ông nồng nặc mùi rượu trong căn phòng nhỏ tối mù mịt. Trong một góc là một cái giá vẽ với khung vải trống trơn suốt 20 năm nay vẫn chờ đợi được nét đầu tiên của một kiệt tác. Cô nói cho ông nghe về chuyện hão huyền của John C, về việc cô ấy quả thật nhẹ tênh và mỏng manh như chiếc lá, sẽ trôi đi sự bám víu của cô vào trần thế giới và đã yếu sẽ yếu thêm. Ông già Member với cặp mắt đỏ sòng sọc, lớn tiếng kinh thường và chế giễu cho những điều tưởng tượng ngốc nghếch, khốn khổ. Ở đời sao lại có người ngu xuẩn muốn chết vì mấy cái lá rụng từ một dây leo vô duyên như vậy? Tao chưa bao giờ nghe có chuyện này. Không sao, không, tao sẽ không ngồi làm mẫu cho một đứa ẩm cư ngu ngốc như vậy. Tại sao mày lại để ý tưởng khùng điên ấy đi vào đầu nó? Ôi dào, cái con nhỏ John C khốn khổ. Chị ấy đang yếu lắm và cơn sốt làm cho đầu chị ấy trở lên bệnh hoạn, đầy những mơ tưởng kỳ quái. Được rồi, nếu ông không muốn ngồi làm mẫu cho tôi cũng được, nhưng tôi nghĩ ông là một ông già xấu tính, ông già vô tích sự. Ông Member chu chéo lên, mày đúng là con đàn bà. Ai bảo tao không muốn ngồi làm mẫu? Đi lên đi, tao sẽ đến, cần nửa giờ đồng hồ rồi tao nói cho là tao sẵn sàng ngồi. Cô Xuê thức dậy vào một buổi sáng sau giấc ngủ kéo dài một giờ. Cô thấy John C đang vô hình nhìn ra cái rèm màu sậm đã buông xuống. John C thì thào, kéo rèm lên, mình muốn nhìn. Xuê mệt mỏi làm theo bạn, nhưng xem kìa, sau trận mưa vùi dập và những cơn gió xoáy dữ tợn suốt một đêm dài, vẫn còn một chiếc lá thường xuân dựa trên bức tường gạch. Đấy là chiếc lá cuối cùng, vẫn còn màu xanh thẫm gần cuống, nhưng với phần rìa te tua pha màu vàng của sự tàn tạ, chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cái cành cao 37 mét cách mặt đất. John C nói, đấy, đấy là chiếc lá cuối cùng, mình nghĩ chắc chắn nó đã rụng đêm qua. Mình nghe tiếng gió, nó sẽ rụng hôm nay và mình sẽ chết cùng lúc với nó. Xuê nghiêng khuôn mặt tóp của cô kề cận cái gối. Cưng ơi là cưng, nếu cưng không nghĩ đến chính bản thân cưng thì nên nghĩ đến mình đây. Mình sẽ làm được gì chứ? John C không trả lời. Nỗi cô đơn cùng cực nhất thế giới là một linh hồn chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình bí ẩn xa thẳm. Điều mộng tưởng dường như đã ám ảnh cô mạnh mẽ hơn khi những dây lối buộc cô với tình bạn và với trần thế đã bị lơi lỏng. Ngày dần trôi và dù qua khoảng không xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá cô độc bám vào cuống của nó, dựa vào bức tường. Và rồi khi màn đêm buông xuống, gió bấc lại thổi, trong khi mưa vẫn đập vào các cửa sổ, chảy ống ọc xuống theo những rìa mái nhà kiểu Hà Lan. Khi đã có đủ ánh sáng buổi tinh sương, John C, con người vô cảm, lại ra lệnh kéo chiếc rèm xuống. Chiếc lá thường xuân vẫn còn đấy. John C là một hồi lâu nhìn nó, và rồi cô gọi Xuê đang quậy nồi cháo gà trên bếp, và cô nói, mình là đứa hư, Xuê ạ. Có cái gì đó đã khiến chiếc lá ở đấy để cho thấy mình quả là độc ác. Muốn chết là một cái tội. Bây giờ bố có thể mang cho mình cháo, chút cháo và ít sữa pha chút rượu vang Porto. Không, mang trước cho mình cái gương soi cầm tay, rồi chèm ít gối quanh mình, rồi mình sẽ ngồi lên để xem bổ nấu nướng. Một giờ sau cô nói, Xuê à, một ngày nào đấy mình sẽ vẽ cảnh vịnh Laplace. Ông bác sĩ đến vào buổi chiều, và khi trở ra, Xuê đã có cớ để đi ra ngoài hành lang. Ông nhắm mắt và đưa bàn tay run rẩy của Xuê đặt trong tay ông. Ngày kế, ông bác sĩ bảo Xê cô ấy đã qua khỏi cơn nguy rồi, cô đã thắng, bây giờ chỉ cần dinh dưỡng và chăm sóc thật tốt, chỉ có thế thôi. Buổi chiều ấy,
khi Jonesy đang đan một chiếc khăn quàng len màu lam thật đậm và xem vẻ rất là vô dụng. Xuê đến bên giường cô, đặt cánh tay quanh cô và cũng quanh lấy cái gối. Mình có chuyện này nói với bồ. Cái con chuột trắng ơi, ông Member qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi. Ông ấy nhuốm bệnh chỉ trong có 2 ngày. Người gác đã tìm thấy ánh sáng ngày đầu tiên trong căn phòng tầng dưới, ngất xỉu với chân đau đớn. Đôi giày và quần áo của ông bị ướt cả, lạnh như nước đá. Họ không thể hiểu ông đã đi đâu trong một đêm kinh hoàng như thế. Và rồi họ tìm thấy cái đèn bão vẫn cháy và một cái thang đã rời khỏi nơi cất giữ. Vài cây cọ tươi tả và nghiêng màu với ít màu xanh và màu vàng. Bồ nhìn ra ngoài cửa sổ xem, nhìn chiếc lá thường xuân cuối cùng ở trên bức tường ấy, bồ có đặt nghi vấn tại sao nó không bao giờ bay lất phất khi có gió thổi không. Cưng ơi, đó là kiệt tác của ông Member đấy. Ông đã vẽ nó vào đúng vào cái đêm chiếc lá cuối cùng đã rơi rụng.